Em chào các bác nha Lâu lắm rồi không lên con Lambo số 6 Hôm nay lại có khách đặt hàng Thế là lại có cơ hội để lên cho các bác này Cặp số 6, số 7 là hai con cá cẩm nam nên là nó sẽ lên màu màu đỏ rất là đẹp các bác nhé còn mã một mã hai mã ba thì mấy hôm nay trả hàng khách các bác rất là thường xuyên còn mã năm thì cũng là hàng làm trả một bác khách ở trong sài gòn các bác ấy bảo mê mê cái con này quá nên là em sẽ làm lại con này cho các bác đấy chứ hôm vừa rồi là cái con này em cũng dừng làm rồi đấy vì là nó cũng nhiều cái tiểu tiết tỉ mỉ quá mình sợ mình không đáp ứng được cái 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 đẹp của các bác ấy nhưng bác nói là như thế là ok như thế là ổn rồi cứ làm cho anh thế là em làm thôi còn à, đây là mã 1 gửi tất cả các bác này Mấy con này thì hôm vừa rồi em cũng lên tương đối là nhiều lần rồi Bởi vì là hàng cũng liên tục trả hàng tất cả các bác Như hôm nay là em cũng trả hàng các bác và dư đúng con em là cầm trên tay Hôm nay thì cũng đi vài con thôi Em này thì lưỡi rơi vào là 35 Các bác nhé bản rộng rơi vào 2,5 thôi Độ dày sống lưng là 4 ly Con này hiện tại em đang sử dụng là dòng vòng bi mài trắng các bác nhé Bác nào mà mình thích cán ốp này mà có lỗ đồng ở đuôi thì mình tham khảo mẫu này cho em Cán ốp và có lỗ đồng của đuôi như này các bác nhé Vào cả vỏ này Em sẽ vào cả vỏ cho bác xem khóa lưỡi thì tốt rồi Nên các bác yên tâm cái, công cuộc khóa lưỡi của nó thì là tốt nhá à, Con này hiện tại em đang để giá cho tất cả các bác là 760 thôi Đấy là mã số 1 ạ à. Đến mã số 2 thì ngắn hơn Có bác mình thích là dài như mã 1 chẳng hạn Nhưng có bác thì mình lại thích ngắn thôi Ví dụ như con này sẽ rơi vào lưỡi 25 này Có bác thì mình thích ngắn thôi Nó sẽ rơi vào lưỡi 25 như con này con dáng của nó là tương tự dáng của nó tương tự nhau chỉ ở một điểm khác là cái lưỡi nó khác nhau thôi. Còn về tất cả mọi thứ chất liệu nó tương tự nhau và đặc biệt là nếu mà ngắn hơn như thế này cái giá cả của nó cũng sẽ nhẹ hơn thôi. Ví dụ như em này lưỡi rơi vào làm 25 thì giá em để cho tất cả các bác chỉ là 580 thôi các bác ạ. À. Đấy, lưỡi 25 580 các bác nhé. Nếu mình để mà mình để đủ cặp ấy thì mình lấy một con 35, một con 25 như thế này là nó dạng như là đủ cặp các bác ạ. À, còn đây là mã số 4 của một bác mình đặt 22. Đấy, như con này là lưỡi dài 22. À, các bác đặt cỡ nào thì em làm cho bác theo cái kích thước cỡ đấy thôi. Chứ không vấn đề gì cả. Chỉ là một vấn đề là các bác đợi hàng giúp em hơi lâu một tí thế thôi. Còn như con này sẽ đang hiện tại là lưỡi 22 các bác nhé. Lưỡi 22 ạ. Đấy. Xin phép qua mẫu cho các bác luôn này. Những cái mẫu này thì uh, gọn nhẹ Em vẫn lên hàng thường xuyên và liên tục cho tất cả các bác thôi Còn đây là mã Lambo À, à mã số 5 trước đi Mã số 5 xong lên con Lambo các bác nhé Mã số 5 này thì uh, bác ấy nói là cũng theo dõi lâu rồi Và rất là thích một cái mã như thế này Thì em làm con nhảy cho các bác này Ốp full tăng như thế này luôn cho em nhé Đồng này là đồng nguyên miếng như thế này các bác nhé bốn miếng đồng nguyên miếng nó ốp vào như thế này luôn Ốp bốn miếng đồng nguyên khối như thế này cho tất cả các bác luôn này Đấy. À, còn à, đối với cái lưỡi này thì rơi vào là 30 ba, 30 các bạn 30 độ dày sống lưng là 4 ly rưỡi. Ốp đồng như thế này cho tất cả các bác hết. Này, tay chân em thì cũng đang vừa gói hàng toàn mua cái gọi là dầu với bẩn thôi các bác thông cảm giúp em. Đấy con này hiện tại là nếu mà lưỡi 30 thì em đang để các bác là 660 các bác nhá. Công khai giá ở à, đây luôn để thực sự con này em làm thì là mình làm mất rất là nhiều công sức vào cái con này và đặc biệt là bốn cái miếng đồng hai bên như thế này này thì nó cũng tương đối là tốn nên là giá đấy em để là hợp lý. Nếu bác cảm thấy mình thực sự ưng mẫu này thì em sẽ tiếp tục triển khai làm cho các bác thôi. Đấy. Còn đây là mã số 6 con Lambo, lâu lắm rồi không lên con này. Lại có bác khách đặt con này thế là thôi em lại lên con này cho tất cả các bác đây. Lại có con Lambo lên cho tất cả các bác một lần nữa đây. Để. Con này hiện tại là lưỡi 30 các bác nhá Làm bộ lưỡi 30 ờ, Lâu lắm rồi không lên Con này là hiện tại là dày 5 ly nha Nó mai móp vào này Mai móp và chỉ còn khoảng à, 2 ly rưỡi ở trên thôi Nên cầm nó không phải là quá là nặng đâu các bác nhá Em này hiện tại là có cả vỏ chỗ này là Cũng là ốp đồng nguyên miếng như thế này vào Cũng là ốp đồng nguyên miếng này Cá này là cá na Cá này là cá cha Thì mình mới vót được như thế này các bác nhá Để con Lambo bộ à, Em vào vỏ con Lambo để cho tất cả các bác cùng xem này Lâu lắm không lên em này rồi đây, em Lambo này vào cả vỏ nó sẽ ở như thế này các bác nhé Em Lambo cả vỏ sẽ ở như thế này ạ Bác nào ưng em này thì báo em nhé Em này em để cho cả bác là 820 thôi Đây là mã số 6 Còn mã số 7 Mã số 7 là hôm nào em lên mọi em như thế này một lần rồi Nhà, em hôm nay sẽ khác hơn một chút là em hôm nay là dày 3 ly rưỡi mức độ các bác chặt gà vịt cho em cây củi thì các bác cũng chặt bình thường thôi ba ly rưỡi thì nó sẽ nhẹ hơn các bác nhá bác là thích mà mình nhẹ nhàng thôi mình đi câu mình thao tác nhẹ nhàng chặt cây củi nhẹ nhàng bé thôi hoặc là mình uh, chặt gà chặt vịt này làm cá thôi thì mình tham khảo sang con bé bé như thế này cho em là vừa vặn các bác nha con này là 560 sáu mươi thôi ạ cả vỏ dòng vỏ gỗ cầm nam như thế này cho các bác dòng vỏ gỗ cầm nam cá là cán hai tầng nhưng con này thiết kế cán hai tầng rất là đẹp các bác nha con này được ưu điểm là cả cán cả vỏ nó thì đều đẹp còn dòng gỗ nó là dòng gỗ cẩm nam đấy là mã số 7 ạ à, còn zalo của em thì là 0347 753 780. Hôm nay giới thiệu với các bác toàn là những con hàng tâm đắc. Một vài con là khách rất là tin tưởng và quý mến thì tiếp tục là đặt hàng. Một vài con thì cũng là hàng có sẵn để tiếp tục trả hàng cho bác nào mà mình đặt luôn là mình có hàng để đi luôn đấy. Đấy, còn Zalo của em là 0347 753 780. Các bác tham khảo những mã khác hoặc giao bếp thì mình sẽ đăng ký kênh này, mình xem những cái video trước đấy hoặc đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo cho em nhé. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều ạ. Xin chào các bác.